Xin chào anh em. Ở trên tay mình đang là Oppo Reno 10X và nó sẽ là một trong những chiếc điện thoại Android có thiết kế đẹp nhất trong năm 2019 này. Thậm chí nó còn sẽ là một trong những chiếc điện thoại cao cấp và hoàn hảo hơn nữa nếu có thể làm tốt hơn ở một số điểm. Còn những điểm đó là gì thì mời anh em xem cái bài review chi tiết của mình trong clip này. Cái điểm đầu tiên để khiến cho cái chiếc máy này nó trở nên đẹp đến như vậy chính là cái việc mà Oppo họ sử dụng cái mặt kính Gorilla Glass ở cả mặt trước là màn hình lẫn cái mặt sau của máy. Nó tạo cái cảm giác thị giác lẫn xúc giác khi mà chúng ta cầm nắm lẫn nhìn nó trở nên sang trọng và nó đẳng cấp hơn khá là nhiều so với lại những cái chiếc máy sử dụng những cái loại vật liệu khác, thậm chí là polycarbonate. Cái việc mà họ chọn hai màu là màu đen hoặc là màu xanh và chuyển dần sang những cái sắc thái của màu xanh lục á, nó sẽ cho cái chiếc máy này trở nên mạnh mẽ hơn và nó tăng thêm cái phần cao cấp của chiếc máy này. Hơn thế nữa thì toàn bộ cái phần mặt lưng á, nó được làm phẳng hết và gần như là tất cả mọi thứ đều nằm dưới một cái lớp kính vậy. Nó tạo lên một cái cảm giác gì đó rất là tương lai và rất là đặc sắc. Và cái mình muốn nói chính là cụm ba camera ở đây nó đều được nằm ở bên dưới cái lớp kính này. Và để giải thích là tại sao họ lại dám làm điều này, họ không sợ máy bị trầy hay không, thì họ đã chọn cái giải pháp khá là tinh tế, chính là một cái điểm mà họ gọi là ODOT, một cái viên sứ được họ đặt với cái kích thước rất là vừa đủ để khi mà chúng ta đặt cái chiếc máy này ở cái trạng thái là trần, không sử dụng ốp lưng, thì nó vẫn nghiêng 11 độ so với lại cái mặt phẳng. Từ đó thì nó sẽ giúp bảo vệ cái cụm camera ở đây nó không bị trầy cái mặt kính ở phía trên. Việc sử dụng cái mặt kính ở phía sau kết hợp với lại cái màu sắc á, nó sẽ giúp cho khi mà chúng ta sử dụng á, thì những cái vết bẩn cũng như là cái vết vân tay của chúng ta nó sẽ khó thấy hơn. Dù vậy thì mình vẫn sợ là rất có khả năng nó sẽ bị trầy. Đổi lại cái đẹp thì tất nhiên chúng ta phải có sự đánh đổi. Và cái điểm tiếp theo nó làm nên cái sự đặc biệt của chiếc máy này chính là cái camera vây cá mập có thể thò lên thụt xuống theo kiểu rẽ quạt. Và gần như đây là cái giải pháp nó không chỉ là giấu camera ở bên trong chiếc máy một cách đơn thuần mà nó còn tạo nên một cái sự khác biệt và độc đáo. Nó tăng thêm cái vẻ đẹp cũng như là cái sự tương lai của cái chiếc máy này. Và nó còn giúp chiếc Oppo Reno 10X này tách ra khỏi hoàn toàn so với lại cái đám đông còn lại của thế giới Android. Cái việc á, mà họ sử dụng cái camera kiểu vây cá mập này nó sẽ cho thêm nhiều không gian, không chỉ để giúp trang bị cái camera selfie 16 chấm mà còn cả đèn flash ở cả hai mặt và thậm chí là cả cái loa thoại nằm ở bên trong cái vây cá mập này nữa. Đây chẳng những là một cái chức năng tiện ích mà nó còn là một món đồ trang trí và là một cái mà chúng ta có thể vui đùa với nó, và nó cho chúng ta một cái hứng khởi hơn khi mà chúng ta sử dụng cái chiếc máy này. Mình đã rất nhiều lần như một thằng điên và cứ mở bật tắt camera selfie để cho cái vây cá mập này nó trồi lên trục xuống trong những lúc mà mình chẳng biết làm gì cả. Dù vậy thì do bản chất là có một cái gì đó nó di chuyển từ bên trong điện thoại đi ra ngoài và đi vào một cách thường xuyên trong suốt quá trình chúng ta sử dụng hàng ngày. Vậy thì cái khu vực này, đặc biệt là cái khe loa, nó sẽ dễ bị bám bụi vào hơn và mình phải thường xuyên để vệ sinh nó mỗi ngày. Thực ra thì mình ngồi ở cái vị trí này, trước mặt mình là ba bạn quay phim và ba bạn đó hỏi mình là tại sao lúc nãy giờ cứ khen chiếc máy này nhiều đến như vậy. Thực ra thì chưa đâu, bởi vì đây là tới lúc mà mình cảm thấy cái điểm là mình khó chịu nhất với cái chiếc máy này chính là cân nặng của nó. Cân nặng 215g của chiếc máy này đã đè lên tay mình, và dưới góc độ nào đó thì mình thấy nó còn nặng hơn một chút xíu về cảm giác so với lại khi mình sử dụng iPhone XS Max. Và các bạn biết rồi đó, cái việc mà cái cân nặng của iPhone XS Max nó đã khiến cho cái việc sử dụng máy nó trở nên hơi khó chịu một chút xíu, đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng máy một tay trong thời gian dài, ví dụ như là lướt web. Nếu mà đang nằm trên giường ngủ và lướt web thì khả năng điện thoại úp vào mặt sẽ rất là đau đó. Lý giải một chút cho việc tại sao chiếc máy này lại nặng hơn, và nặng hơn khá là nhiều so với lại cái chiếc Reno phiên bản bình thường. Cái thứ nhất là do sử dụng cái vật liệu kính ở phía sau, và cái thứ hai nữa là họ đã áp dụng cái camera công nghệ tàu ngầm khiến cho chiếc máy này trở nên hơi dày hơn một chút xíu. Và nhắc tới camera thì thôi, chúng ta sẽ nói tới cái hệ thống camera mà cái điểm nhấn chính là cái camera kính tiềm vọng tàu ngầm nằm ở bên trong cái chiếc máy này. Và ngay từ tên gọi thì chiếc máy này đã được gọi là Reno 10X. Tuy nhiên thì zoom quang học của cái camera tàu ngầm này không phải là 10X, mà thực ra thì cái camera công nghệ zoom tàu ngầm á, nó sẽ cho chúng ta một cái
khả năng zoom quang học với cái tỷ lệ là 5x và có chống rung quang học luôn. Còn lại thì chúng ta vẫn sẽ có một cái ống kính thường với cái độ phân giải là 48 megapixel cũng như là một cái góc siêu rộng để cho phép chúng ta selfie, chúng ta chụp và thu được nhiều cái chủ đề vào trong cùng một cái bức ảnh hơn. Và mình sẽ lần lượt nói những cái trải nghiệm nhanh của mình về ba cái chiếc camera này. Đối với cái ống kính bình thường thì trong hầu hết các trường hợp, trong những cái điều kiện chụp thông thường thì từ màu sắc, từ hình ảnh lên, nó cho những cái hình ảnh khiến mình khá là hài lòng. Thì bên cạnh những cái chế độ chụp bình thường cũng như là những cái chế độ chụp chuyên nghiệp thì chiếc máy này nó còn có chế độ night mode, có nghĩa là cho chúng ta chụp được những cái tấm ảnh trong điều kiện ánh sáng nó rất là yếu và vẫn cho được cái độ sáng của bức ảnh nó phù hợp để chúng ta có thể nhìn thấy được những cái mà vốn dĩ những cái camera không có night shift khác sẽ không làm được chuyện đó. Dù vậy thì có vẻ như là cái chức năng này nó chỉ hoạt động ở mức tương đối khá thôi, chứ nó chưa thật sự là gây nên cái sự bất ngờ giống như là trên Pixel của Google hoặc là trên Huawei P30 Pro mà mình đã có dịp trải nghiệm trước đây. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta sử dụng chế độ night mode đối với cái camera góc rộng á, do cái khẩu độ của camera góc rộng nó có độ mở lớn hơn và thu được nhiều ánh sáng hơn, từ đó thì cái chất lượng khi mà chụp chế độ night mode với cái camera góc siêu rộng á, nó sẽ ấn tượng hơn khá là nhiều. Với cái camera góc siêu rộng á, thì chúng ta sẽ có nhiều cái chủ đề hơn để mà chúng ta sáng tạo khi chụp ảnh, đồng thời thì chúng ta cũng sẽ có những cái hiệu ứng nó độc đáo hơn, nó thú vị hơn khá là nhiều. Mặt khác á, thì cái camera góc siêu rộng á, nó sẽ cho phép chúng ta chụp được những cái bức ảnh, thu được nhiều người hơn, một nhóm bạn đông hơn vào trong cùng một bức ảnh. Dù vậy thì do chỉ sử dụng camera có cái độ phân giải cảm biến là 8 megapixel, cho nên thì cái độ chi tiết á, sẽ chấp nhận bị lẫn lộn một xíu. Đặc điểm cuối cùng trong cái cụm camera này chính là cái camera zoom công nghệ tàu ngầm. Ở trong giao diện camera của chiếc Oppo Reno 10X này á, nó sẽ cho phép chúng ta chuyển qua lại tuần tự từ các cái tiêu cự là 1x, 2x, 6x, 10x đó, và sau đó sẽ là một cái góc siêu rộng. Dù vậy thì cái tiêu cự quang học ở cái camera zoom tàu ngầm này nó chính xác là 5x, và khi mà chuyển qua 6x đó thì sẽ nhờ thêm cái sự hỗ trợ của trí thông minh nhân tạo, và sau đó nữa là zoom 10x, nó sẽ lấy thông tin từ cái camera zoom 5x tàu ngầm và nó nội suy ra thêm để nó hoàn thiện cái bức ảnh và cho chúng ta một cái bức ảnh có chất lượng nó cao hơn. Và do là cái camera nó đã zoom và nó lại có cái khẩu độ nó khép lên tới là khoảng 3, cho nên là trong những cái điều kiện thiếu sáng thì cái camera zoom tàu ngầm á, nó sẽ cho ra những cái bức ảnh nó sẽ hơi bị mất chi tiết một chút xíu. Dù vậy thì trong những cái điều kiện bình thường, những cái điều kiện ánh sáng tốt khác á, thì tất nhiên rồi, cái việc zoom á, nó sẽ cho phép chúng ta có được những cái bức ảnh nó thú vị hơn, nó hài hước hơn. Đặc biệt là khi mà mình là người rất ngại giao tiếp và mình muốn làm quen với những em gái, thì cái việc mà chụp một cái bức ảnh từ xa nó sẽ trở nên thuận tiện hơn, dễ dàng hơn khá là nhiều. Mặt khác thì cái camera này nó còn có khả năng zoom ra được tới 60x, tất nhiên là zoom số rồi. Dù vậy thì cái việc á, mà zoom 60x trong những cái điều kiện cầm tay á, nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Và khi mà chúng ta muốn có những cái bức ảnh á, nó đẹp hơn, nó ấn tượng hơn, nó xa hơn với cái camera này, thì mình nghĩ chân máy là điều cần thiết. Nhờ cái giải pháp mà giấu camera trước vào bên trong máy, cho nên chúng ta sẽ có một cái màn hình nó full và nó tràn viền hơn với cái kích thước là 6.6 inch, và nó cho cái trải nghiệm khi mà xem phim, khi mà chơi game á, nó trở nên được nó đầy đặn và nó trọn vẹn hơn khá là nhiều. Tuy nhiên thì cái màn hình nó có độ phân giải là Full HD cộng, mặc dù màu sắc cũng như là độ sáng á, vẫn giữ ở cái mức khá là tốt. Tuy nhiên thì cái màn hình Full HD cộng rõ ràng là một cái gì đó hơi tiếc nuối trong cái năm 2019 này, với đầy đủ những cái độ phân giải màn hình với cái độ phân giải cao hơn. Mặt khác thì Oppo họ cũng không cho phép chúng ta chỉnh cái độ phân giải hiển thị trong cái chiếc máy này. Đó cũng là cái điểm mà mình cảm thấy cần phải được cập nhật nếu như Oppo muốn cái chiếc máy này trở nên hoàn thiện hơn. Sẵn nói về phần mềm thì thôi, mình sẽ nói về ColorOS 6.0 được cài sẵn trên chiếc máy này, và nó được phát triển dựa trên Android 9.0. Bên cạnh những cái icon nó được làm thanh tao hơn, nó nhìn nó bắt mắt và nó nịnh mắt hơn, nó không còn quá nặng nề giống như là những phiên bản trước, thì chúng ta sẽ có một cái điểm khá là thú vị, chính là cái việc chuyển qua lại những cái ứng dụng cũng như là những cái hiệu ứng chuyển động, những cái motion á, khi mà chúng ta sử dụng á, nó cũng mượt và nó nhanh hơn khá là nhiều. Nhưng cái điểm là mình đánh giá cao nhất chính là những cái cử chỉ điều hướng. Năm 2019 rồi, không còn ai sử dụng cái thanh điều hướng tốn diện tích và nó quê mùa ở bên dưới nữa. Dù vậy thì cái cách mà mỗi hãng tối ưu cái cử chỉ điều hướng cho từng chiếc máy của họ cũng là một vấn đề, và mình thấy là Oppo đã làm khá tốt cái việc này. Chúng ta có những cái cử chỉ điều hướng nó tiệm cận hơn khá là nhiều với lại Android Wii, và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ lấy
những cái cử chỉ điều hướng trên iPhone X của Apple làm tiêu chuẩn bởi vì nó thật sự văn minh. Và chúng ta vẫn sẽ có vuốt lên để thoát khỏi ứng dụng, vuốt trái, vuốt phải để đi lùi cũng như là đi tới, cũng như là chuyển qua lại giữa các ứng dụng bằng cách vuốt bên dưới mép màn hình. Tất nhiên là chúng ta sẽ vuốt hơi nhô một chút xíu, với cái động tác nó hơi khác hơn một chút xíu so với lại cái cách mà vuốt theo phương ngang giống như là trên iPhone X hay là trên Android 10. Và một cái điểm cực kỳ đáng chú ý khác chính là cái haptic feedback, một cái mà cực kỳ hiếm hãng sản xuất điện thoại Android nào trang bị cho chiếc máy của họ, và thậm chí là trên chiếc Renault bản thường cũng không có điều đó. Với cái haptic feedback đó, nó sẽ thật dễ dàng nhận biết khi mà anh em gõ phím, và những cái phản hồi lực ở dưới màn hình đó, nó sẽ cho cái việc gõ phím đó, nó trở nên thân thiện hơn, nó thích hơn. Và mình nghĩ là theo mình thì cái tỷ lệ mình gõ sai khi mà chém phím với bạn gái nó sẽ ít hơn khá là nhiều. Sơ một chút về cấu hình thì chiếc máy Oppo Reno 10X này được trang bị chip Snapdragon 855, một trong những cái con chip mà có thể nói là top of the line ở thời điểm hiện tại. Và với cái sự hỗ trợ của con chip này cùng với lại những cái tối ưu về phần mềm á, thì những cái trải nghiệm chơi game, đặc biệt là những game có đồ họa nặng đối với mình á, nó diễn ra một cách rất là bình thường, nó mượt mà và nó không có điểm gì để nói cả. Mặt khác, với cái sự hỗ trợ của cái viên pin 4000mAh cùng những cái việc tối ưu quản lý pin, thì nó cho mình một ngày làm việc cơ bản á, từ duyệt web cho tới xử lý email rồi xem YouTube cơ bản rồi nghe nhạc, thậm chí là chơi một vài ván game á, nó trở nên khá là bình thường và nó nằm trọn trong một ngày. Và nếu mà lỡ hết pin thì cũng không sao cả, chúng ta sẽ có công nghệ sạc nhanh VOOC với khả năng sạc cái chiếc máy này từ 0 lên 50% trong vòng 30 phút thôi. Vì vậy mình nghĩ pin không phải là vấn đề quá đáng quan tâm đối với cái chiếc máy này. Điều mà Oppo cần phải làm để cho chiếc máy này trở nên hoàn hảo hơn chính là làm cho những cái nút bấm, nút nguồn và hai nút tăng giảm âm lượng đó, nó được chắc chắn hơn, chứ nó không còn tình trạng lắc mà nó đi được như thế này. Nó chưa được chắc chắn và chưa được luxury lắm, mặc dù cái vị trí đặt những cái phím bấm này theo mình là khá hợp lý. Và thật sự thì đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái chiếc Oppo Reno 10X này, với tất cả những cái gì mà nó đã làm được từ phần cứng, từ phần mềm, và đặc biệt là cái thiết kế cũng như là camera của nó vẫn còn một số cái đặc điểm cố hữu về mặt vật lý mà mình nghĩ rằng họ sẽ phải tìm cách khắc phục nếu muốn có những cái chiếc máy khác trở nên hoàn hảo hơn nữa trong tương lai. Nếu không quá quan trọng về giá cũng như là nguồn gốc xuất xứ của bất cứ một chiếc máy nào, và đặt cái chiếc Oppo Reno 10X này lên bàn cân một cách công bằng so với lại cái thế giới Android còn lại, thì những cái điểm về thiết kế, đặc biệt là cái camera vây cái mặt trồi lên thụt xuống, rõ ràng nó đã giúp chiếc máy này có thêm một vài điểm cộng. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Oppo Reno 10X này. Còn bây giờ thì mình là Đê Minh Đức, tinh tế.vn. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.